Lúc thấy cái đất nước Cần Thơ ấy, cái mình chọc một bài vô tình nhặt được Cần Thơ, họ rất tự thấy hay hay quá, cất hờ trong tim, cất hờ trong tim, tại vì cất đâu vậy, không cất não, vì nó hay mà đúng không? Cần Thơ chẳng chịu lặng im, cái gì? Nào ngờ chẳng chịu lặng im, Cần Thơ đòi phải đi tìm chủ nhân. Wow, rồi băn khoăn rồi lại phân vân, trả hay không trả cũng cần trả. Hay quá, trả ủng. Một tay. Chặn lòng muốn tỏ cùng ai? Thế đó là cách đó. Ngày sau là cô trả lại bài, cái ngày bốt mình trả lại bài, mấy tháng vậy luôn. Thôi, thứ hai ngày mình bài, bản bài mình bài, cổ bài mình bài. Trời ơi, làm một tập. Mình thích ra nó có mấy in một tập. Mình chả nhớ bài nào hết, chỉ có bước đầu tiên thôi. Bắt đọc lại nhưng bác em không diễn nữa. Bác không diễn, bác không chêm và bác không giải thích nữa, bác đọc luôn nguyên cả bài. Vô tình nhặt được Cần Thơ, thấy hay, hay quá, cất hờ trong tim. Nào ngờ chẳng chịu lặng im, Cần Thơ đòi phải đi tìm chủ nhân. Băn khoăn rồi lại phân vân, trả hay không trả cũng cần cả hai. Chặt lòng muốn tỏ cùng ai? Xa thì xa, thì xa thì.